Như các bạn đang thấy hiện tại thì hôm nay mình quay vào trời tối và setup ánh sáng hôm nay thì rất là đơn giản và bình thường. Mình chỉ dùng chiếc đèn LED RGB pocket bỏ túi này. Và video các bạn đang xem hiện tại thì được quay bằng một chiếc lens fix một tiêu cự và khẩu lớn. Chiếc lens fix hôm nay mình sử dụng Sigma 30mm f1.4. Và đây là video khi mình lắp chiếc Sony Kit Lens 1650 OSS vào. Mình nghĩ chắc chắn video sẽ bị tối và thiếu sáng đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem những cái cặp ảnh chụp hôm trước mình chụp bằng lens Sigma 30mm f1.4 này và lens kit nhé. Và sau những cái cặp ảnh so sánh đó cùng với một số phân tích, các bạn có thể hình dung được là có nên nâng cấp thêm một chiếc lens fix đi cùng với chiếc lens kit này không. Chúng ta sẽ nói về chủ đề ảnh đầu tiên mà mình đưa ra so sánh hôm nay, đó chính là chân dung. Đây là một bức chân dung của mình chụp bằng lens kit và mình zoom ra tiêu cự 30mm để cho nó bằng với cái tiêu cự của con Sigma. Chúng ta sẽ tiện để so sánh. Zoom ra 30mm như thế này, như các bạn biết lens kit nó sẽ nhảy khẩu từ khẩu lớn nhất 3.5 và nó nhảy lên khẩu 5, thì bức ảnh mình chụp nó đã có một chút mờ ở đằng sau. Mình gọi nó là một chút mờ chứ không hẳn là xóa phông. Cho nên đối với mình khi zoom ra 30mm chụp như thế này thì chúng ta hoàn toàn khó có thể chụp xóa phông được với lens kit mà khi mà cái background nó gần như thế này. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang một bức ảnh của lens 30mm f1.4 của Sigma nhé. Đây, như các bạn thấy sự khác biệt rõ rệt ở cái phông nền đúng không? Cái phông của Sigma 30mm f1.4 xóa phông rất là đẹp và mịn. Mình sẽ đưa cái ảnh của hai lens này bên cạnh nhau để các bạn có thể so sánh nhé. Như các bạn có thể thấy ở đây thì cái màu sắc ở trên lens Sigma nó tươi hơn mà cái màu sắc của nó có sức sống hơn so với lens kit. Lens kit của nó thì màu nó hơi nhạt nhạt. Đây, như bên trái của mình đang là lens kit và bên phải là lens Sigma. Mình sẽ zoom lại gần để cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn có thể thấy độ xóa phông nó khác biệt rất là lớn giữa hai lens. Ở bên lens Sigma 30mm f1.4 này nó xóa phông mờ mịt. Trung tâm ảnh thì lens Sigma nó cũng nét nhỉnh hơn so với lens kit. Các bạn có thể thấy luôn là lens fix nó sẽ xóa phông tốt hơn lens kit như thế nào. Nhìn cái bức ảnh bên Sigma 30mm f1.4 này nó có nét gì đó chuyên nghiệp và nghệ thuật hơn. Đây là một cái cặp ảnh mình chụp cái kính râm của mình và mình lấy nền để xóa phông là cái cánh đồng cỏ ở phía đằng sau ấy. Thì các bạn có thể nhận ra luôn đúng không? Ở bên phải là Sigma 30mm f1.4, bên trái của chúng ta đang là lens kit. Ở trong cái khoảng cách này thì lens kit nó xóa phông khá là tốt đấy. Cái chủ thể nó đang gần với lại camera đúng không? Và cái background nó cũng rất là xa, cho nên chúng ta hoàn toàn xóa phông như thế này. Các bạn có thể nhìn thấy cái phông đèn của lens kit đây nó làm khá là tốt, xóa phông như thế này cũng khá là đẹp rồi. Nhưng mà tuy nhiên khi bạn nhìn sang, so sánh sang với lens Sigma đây thì cái độ xóa phông của Sigma nó khác hẳn. Nó xóa mờ mịt, nó xóa mịn hơn rất là nhiều. Về chi tiết ảnh ở đây thì các bạn có thể thấy Sigma, một chiếc lens fix ở bên phải này ấy, nó thể hiện chi tiết rất là nét. Các bạn có thể thấy là lens Sigma nó hơn về mọi mặt, cả về việc độ nét này và xóa phông. Giống như ảnh trước thì cái màu sắc ở bên Sigma, cái màu nó tươi hơn này, dù chỉ là một chút thôi nhưng mà nó vẫn là hơn. Đến cặp ảnh tiếp theo thì mình sẽ chụp một chút phong cảnh nhé. Vừa xem qua hai cái so sánh vừa rồi, các bạn có thể thấy ở bên phải ở đây đang là Sigma 30mm f1.4 này, màu sắc của nó tươi hơn, có màu sắc hơn, và trên thực tế lens fix nào nó cũng có màu sắc tươi hơn như vậy thôi. Mình sẽ đi vào trung tâm ảnh nhé, xem độ nét của hai lens này lens nào nét hơn. Đây, nhìn ở đây các bạn có thể thấy này, chi tiết ở Sigma 30mm f1.4 nó thể hiện rất là tốt. Trong bức ảnh này thì mình chụp ở khẩu 5.6 nhé, tốc độ màn chập 1/320 giây, cả hai thông số đều giống như nhau. Ở lens kit thì mình cũng zoom ra 30mm. Mặc dù khi nhìn một bức ảnh tổng quan như này chưa chắc chúng ta đã phân biệt được cái độ nét đâu, nhưng mà ở trung tâm ảnh này chúng ta có thể thấy là Sigma 30 nó nét hơn. Mình có thể zoom lại gần một chút cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn có thể thấy khi zoom lại gần hơn, Sigma 30 chi tiết các góc cạnh rất là nét. Viền phía dưới bên phải xem có gì không nhá. Đây, phía dưới bên phải Sigma 30mm f1.4, những cái cành cỏ này nó cũng thể hiện lại rất là nét từng chi tiết này, bông hoa, tất cả mọi thứ rất là nét. Bên lens kit thì nó hơi mờ hơn, tuy nhiên khi nhìn tổng quan như này thì khó mà phân biệt được. Lens kit vẫn là một lens có độ nét ổn với tầm giá đấy. Góc phía dưới bên trái, đây ở góc phía dưới bên trái ở một cái cành cây, các chi tiết thể hiện rất là nét ở Sigma 30, trong khi ở bên lens kit thì nó bị mờ, chi tiết nó hơi mờ và hơi bệt hơn một chút, không sắc nét được như Sigma. Ở bức ảnh phong cảnh, cặp phong cảnh này mình thấy Sigma nó giành phần thắng khá là rõ. Ở cặp ảnh tiếp theo thì mình cứ để như thế này, như các bạn thấy này, chúng ta khó có thể phân biệt được độ nét giữa hai lens đúng không, nếu mà để trên một cái màn hình như thế này. Ở hai bức ảnh này thì mình chụp ở khẩu 8, tốc độ màn chập là 1/100 giây ở cả hai lens. Bây giờ mình sẽ zoom vào để xem lens nào nét hơn nhé. Như các bạn thấy ấy, các chi tiết Sigma 30 thể hiện rất là tốt. Đây, các bạn có thể nhìn những dòng chữ này. Ở bên lens kit thì chúng ta hoàn toàn có thể đọc những cái chữ này nhé, khi mà zoom lên. Mà tuy nhiên như các bạn thấy bên Sigma này, các chi tiết góc cạnh nó thể hiện rất là nét. Chi tiết ở bên Sigma nó nét hơn hẳn. Tiếp theo sẽ là một bức ảnh mình chụp vào buổi tối.
chính là cái ảnh mà mình chụp trong lúc mình đang làm cái vlog này. Mình chụp luôn từ camera, mình thay lens và mình chụp luôn từ camera trong cái điều kiện ánh sáng từ một cái đèn RGB pocket này mà độ sáng của nó không được tốt lắm đâu. Các bạn nhìn như trên lens kit đây, khá là tối đúng không? Mặc dù cái phần khuôn mặt của mình được đánh sáng vào nhưng mà nó vẫn khá tối. Bức ảnh này thực chất không phải mình zoom lens kit lên 30mm đâu, mà mình chỉ zoom được lên 29mm. Khẩu nó không nhảy sang khẩu 5 và hiện tại khẩu của nó vẫn đang là khẩu 4.5. Khẩu đã lớn hơn so với khẩu 5 rồi đấy. Tuy nhiên ánh sáng của nó vẫn không được tốt cho lắm. Khẩu 4.5 vẫn là một khẩu nhỏ. Đây, các bạn có thể thấy sự khác biệt nó khổng lồ như thế nào đúng không? Đây là cái ảnh mình chụp từ Sigma 30mm f1.4 này. Trong bức ảnh này mình mở mắc khẩu 1.4 là cái khẩu tối đa của lens Sigma 30 f1.4 này. Và tốc độ màn chập mình để 1/50 giây, ánh sáng nó vào cảm biến rất là nhiều. Và trong những hoàn cảnh này chỉ có những chiếc lens fix khẩu lớn thì nó mới có thể chụp được cái ảnh có độ sáng lớn như thế này. Mình có thể để hai cái ảnh ở bên cạnh nhau để cho các bạn thấy nhá. Lens kit và lens fix nó khác biệt khổng lồ như thế nào khi chụp hoặc là quay ở điều kiện thiếu sáng. Khi quay hoặc là chụp trong điều kiện thiếu sáng thì sở hữu một chiếc lens fix nó sẽ lợi như thế nào trong cái ví dụ này. Ok, bây giờ mình sẽ đưa ra những cái ưu điểm vượt trội của lens fix, lens một tiêu cự và khẩu lớn ấy, so với lens kit nhé. Thứ nhất, lens fix với những cái khẩu lớn, ví dụ như Sigma 30 f1.4 này, hoặc là Sony 50 f1.8 này, Sigma 56 f1.4 này, hoặc là Sony 85 f1.8 này. So với lens kit thì nó xóa phông mạnh hơn, xóa phông đẹp hơn và mịn hơn. Thứ hai, lens fix ở cùng một tiêu cự nhé, cùng thông số nhé, thì chất lượng ảnh nó đưa ra vẫn nét hơn so với lens kit. Cái này nó khá là quan trọng khi bạn chụp để in ảnh, phóng ảnh lớn lên nhé. Cái độ nét cao của những chiếc lens fix này sẽ khiến cho ảnh khi chúng ta in phóng lớn ra nó không bị mờ và nhiễu hơn so với lens kit. Thứ ba, lens fix này nó sẽ giúp chúng ta chụp và quay tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng nhé. Và khi quay video trong cái điều kiện thiếu sáng thì nó sẽ bị ít nhiễu hơn so với lens kit. Nếu như vậy thì chiếc lens kit này là một chiếc lens cùi bắp và chúng ta không nên sử dụng à? Mình không nghĩ vậy. Lens kit này mang rất là nhiều ưu điểm này. Thứ nhất là nó nhỏ gọn này, nó có zoom bằng điện này, rất là tiện lợi khi quay video. Và cái giải tiêu cự từ 16 đến 50 nó khá là đa dụng. Trên thực tế mình sử dụng lens kit trong rất nhiều tình huống công việc cũng như du lịch. Và mình đã có một cái bài review rất là chi tiết về các cái ưu điểm cực kỳ lớn của chiếc lens này. Và trong các loại lens kit của Sony thì mình thấy đây là chiếc lens kit nét nhất. Tuy nhiên với cái gợi ý của mình khi sử dụng lens kit này một thời gian, khi các bạn mới mua máy về sử dụng một thời gian thì các bạn nên nâng cấp thêm một chiếc lens fix nữa để khi cần chúng ta có thể quay và chụp xóa phông. Khi chúng ta cần chủ thể nó nổi bật hơn, xóa phông mạnh hơn ở trong một khung hình thì chúng ta nên sử dụng lens fix nhé. Và bên cạnh đó cũng là một số tình huống khi quay video không set up được ánh sáng, không set up kịp ánh sáng trong những điều kiện ví dụ như bạn quay cưới, quay sự kiện hoặc những cái nó mang tính chất bất chợt, không thể nào set up được ánh sáng đèn như mong muốn, thì những chiếc lens fix này với khẩu lớn nó sẽ quay rất là tốt trong điều kiện thiếu sáng. Bạn có thể bắt đầu với những lens fix như Cell 50mm f1.8, Sony 35mm f1.8, Sigma 30mm f1.4 này, có rất nhiều sự lựa chọn với các tầm giá khác nhau ngoài kia. Hy vọng là cái nội dung video của mình hôm nay sẽ giúp các bạn đang phân vân nâng cấp thêm một chiếc lens fix từ chiếc lens kit này có nên hay không, và theo ý kiến cá nhân của mình là có. Nếu các bạn cảm thấy video hữu ích đừng quên like và đăng ký kênh. Và nếu các bạn có suy nghĩ gì, có những cảm nhận gì thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Mình rất vui được tương tác và được trả lời các câu hỏi của các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.